quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong chuyên mục Hơi thở cuộc sống của chương trình Nói về cuộc sống ngày hôm nay là một câu chuyện có lẽ sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh để giúp cho các bậc phụ huynh, giúp cho tất cả mọi người lớn chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc các em nhỏ. Và câu chuyện mới đây là về một bé trai ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương được người nhà đưa tới bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bàn tay phải bị đứt lìa và ngón tay thì bị dập nát. Và theo người nhà thì nguyên nhân tai nạn là do bé bị xích xe máy cuốn, do trong lúc chơi đùa, bé trai đã chạy đến chiếc xe máy dựng gần nhà và đưa tay vào dưới gầm xe, khiến cho dây sên cuốn đứt lìa bàn tay phải của em. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì bé đã được đưa ngay đến phòng phẫu thuật. Ekip bác sĩ đã cắt lọc, nối ghép vi phẫu cứu bàn tay của bệnh nhi và ca mổ này kéo dài 6 giờ đồng hồ. Tới hôm nay thì sức khỏe của bé trai đã tiến triển tốt, các ngón tay đã dần hồng ấm, tuy nhiên vẫn đang được theo dõi sát sao.